Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Sale Livestream Mỹ Wambo. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục là ở trong căn phòng này, bởi vì thực sự là Wambo cũng đã bắt đầu cạn vốn rồi. Tại vì suốt cả một khoảng thời gian nghỉ dịch là Wambo đã liên tục order đồ ăn về để mà review cho mọi người. Thành thử ra là những số cuối tháng Wambo muốn được chia sẻ những cái mà xuất phát từ những cái mà mình hiểu biết nhất, những cái mình rõ nhất, để mà mọi người từ đó sẽ có được những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của chính Wambo trong chương trình Sale. Thì hôm nay là Wambo sẽ giao cho bạn camera chọn một cái chủ đề bất kỳ. Và đó cũng chính là chủ đề mà bạn camera, tại vì bạn camera cũng ở trong cái group FC của Wambo. Thành ra bạn nó sẽ nắm được những cái mà mọi người thường xuyên thắc mắc nhất. Tại vì Wambo cũng khá là bận, cho nên cũng không thường xuyên check tin nhắn group nhiều. Thành ra là bạn camera là người rõ nhất. Thì ok, hôm nay chủ đề bất kỳ của bạn là gì? Chủ đề của ngày hôm nay đó sẽ là mình sẽ chia sẻ về những vai diễn sân khấu đó giờ, từ lúc mà Wambo mới bắt đầu hoạt động sân khấu kịch cho đến tận thời điểm hiện tại, các vai diễn của Wambo. Tất cả luôn hả? Ừ. Không phải là nói về tất cả, nhưng mình sẽ nói về một vài vai diễn tiêu biểu. Thì okay. Bây giờ câu hỏi đầu tiên đó là cái Wambo còn nhớ kỷ niệm về vai diễn đầu tiên trên sân khấu của mình không, và nó như thế nào? Wambo kể về cái vai diễn đó đi. Vai diễn đầu tiên chắc chắn là mình phải nhớ, tại vì đó là một cái cột mốc cũng như là một cái kỷ niệm hết sức là khó quên, và nó là tuyệt vời lắm. Thì đại loại là như thế này, có nghĩa là trước khi mà đi diễn kịch, Wambo chỉ là sinh viên của trường thôi. Thì tất cả những cái mà Wambo diễn vào thời điểm đó chỉ đơn giản là những cái rất là cơ bản và trả bài đấy. Thì chưa có một cái nhân vật nào gọi là nhân vật dài, một nhân vật có số phận, một nhân vật có profile rõ ràng thì chưa. Thì lúc đó là Wambo tham gia vào một nhóm kịch cà phê, và nhóm trưởng giao cho Wambo một vai giả gái. Là một vai nữ nha mọi người, chứ không phải là vai giả gái mà là một vai nữ. Thì lúc đó Wambo rất là phân vân, bởi vì bản thân mình trước giờ luôn, có nghĩa là trước đó Wambo chưa từng giả gái lần nào, chứ đừng nói tới chuyện là đóng vai là con gái. Thành thử ra là lúc đó mình cũng rất là bất ngờ, và mình có hỏi rằng là tại sao mà anh giao em vai này. Thì anh mới nói rằng là tại vì cái mặt của mày giả gái hợp. Thì anh cũng chính là người gieo duyên cho những vai diễn giả gái sau này của Wambo. Và những vai diễn sau này nó có được cái kinh nghiệm, nó có được cái sự sạch sẽ đẹp đẽ như vậy là cũng nhờ tất cả vào vai diễn đầu tiên. Thì cái vai diễn đầu tiên đó là coi như là lần đầu tiên luôn là Wambo biết đi mua tóc giả ở đâu nè, Wambo biết mua đồ trang phục nữ ở đâu. Cái thời điểm đó trang phục nữ mà Wambo mặc chưa có được đẹp và chỉnh chu như thời điểm hiện tại đâu, nó chỉ là một sự chấp vá. Wambo xuống mượn đồ của nhỏ bạn, mượn đồ của mẹ, mượn đồ của người này người kia và ghép lại thôi. Cái thứ duy nhất mà Wambo mua đó chính là đôi guốc. Wambo còn nhớ rất rõ là rất khó kiếm một đôi guốc size 43-44 đấy. Thì lúc đó là mình ra ngoài Lý Chính Thắng thì chỉ có đúng một đôi guốc màu tím thôi, một đôi màu tím là có cái size đó thôi đấy. Thì mình mua từ từ dần dần thì mình mua được đủ trang phục cho cái nhân vật đó. Và lúc mà tập thì nó cũng khá là dễ dàng đối với Wambo, tại vì trước đó là Wambo là sinh viên, Wambo quen cái chuyện mà tập bài trả bài. Thành thử ra là Wambo tập rất là máu lửa, có nghĩa là khi Wambo tập, Wambo cứ nghĩ rằng là à, như vậy là đủ, như vậy là hay, như vậy là vui, như vậy là duyên. Nhưng khi lên sân khấu nó lại khác. Khi lên sân khấu gần như tất cả những gì mình nghĩ là đủ, tại vì mình trả bài trong trường mình thấy như vậy là đủ. Nhưng khi lên sân khấu mình nghĩ tất cả những như vậy là đã đủ tầm, đủ đô cho khán giả rồi. Nhưng thực sự khi lên rồi mới nhận ra rằng là tất cả những mảng miếng của mình nó chưa đủ cái bề dày, nó chưa đủ sự duyên dáng để mà khiến cho khán giả cười. Lúc mình tập thì mình cười, nhưng lúc lên diễn khán giả không cười. Và đó là một đêm diễn rất thất bại. Gần như là đó là một cái cú mà Wambo phải nhớ tới già, để mà những cái đêm diễn sau đó mình có được những cái kinh nghiệm là đều nhờ vào đêm diễn đầu tiên hết. Tất cả các khán giả rất lặng im nha mọi người, quăng miếng hài ra mà khán giả im ru là mình biết là mình bị chết trên đó rồi. Tại vì á, cái vở kịch đó mình còn nghĩ là kịch kinh dị, nhưng mà hầu như là khán giả bị hút vô cái chuyện mà tâm lý của các nhân vật khác hơn là cái tuyến mạng miếng hài. Tại vì đó không phải là vai chính của Wambo mà là vai thứ, vai phụ thôi. Và Wambo rất mờ nhạt trong đêm diễn đó, có thể nói rằng là đêm diễn đó có thành công đều là nhờ những bạn diễn viên khác, không hề có cái tên Wambo ở trong đó. Bởi vì Wambo nếu như chưa phá kịch đã là may rồi. Lúc đó là cái đêm diễn đầu tiên của mình. Thì từ lúc đó mình mới hiểu ra được rằng là những cái mình học chưa chắc đã đủ, mình cần phải luyện thêm, và mình chưa hề giỏi luôn. Bản lĩnh sân khấu mình rất kém. Tại vì sao? Khán giả không cười cái mình nhục chí, mình hấp diễn luôn. Chứng tỏ là bản lĩnh diễn sân khấu mình chưa đủ dày. Thì lúc đó mình nhận ra được rất nhiều cái trong cái đêm diễn đầu tiên. Và đó cũng chính là vai diễn giả gái đầu tiên. Mà thường người ta hay nói cái câu là cái vai nào mà đầu tiên của mình á sẽ chính là cái vai diễn cả đời của mình luôn. Và đó cũng chính là cái vai diễn sẽ đẩy mình lên. Thì đúng thật là như vậy. Đúng thật là nó linh ứng vào cái vai Miss Tố Nữ sau này ở trong web drama Lan Quế Phường. Thì như mọi người đã biết là trong Lan Quế Phường, Miss Tố Nữ là một trong số những nhân vật rất nổi bật và gần như là một phần không thể thiếu trong sự thành công của Lan Quế Phường.
Và rõ ràng so với lại anh Dũng, mặc dù anh Dũng là vai diễn đầu tiên được lan truyền rộng rãi đến khán giả, nhưng Mr. Nữ mới chính là nhân vật để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong thời kỳ đó. Rồi, vậy thì mình đang nói về giả gái, mình nói về những cái vai diễn giả gái luôn ha. Thì cái vai diễn nào giả gái mà trên sân khấu khiến Wonbo phải ấn tượng nhất và cảm thấy hào hứng nhất khi mỗi lần mà diễn cái vai đó? Thì đó chính, nói thẳng luôn, trả lời nhanh gọn lẹ nè, đó chính là vai diễn Trác Vân trong kịch Kinh Dị Huyết Ngải. Và nếu như mà bạn nào mà thường xuyên xem những bộ phim cổ của Trung Quốc thì đó chính là bộ phim Đèn Lồng Đỏ Cao Cao, Đèn Lồng Đỏ Cao Cao của nhà văn Tô Đồng. Và nếu như bản phim là do Củng Lợi đóng vai chính thì cái nhân vật đó chính là nhân vật bà Hai. Đây là một nhân vật có nhiều phiên bản nhất trong của Wonbo, và gần như là cứ qua mỗi phiên bản Wonbo lại học được rất nhiều điều, và cứ qua mỗi một phiên bản như vậy cái phiên bản sau lại tốt hơn phiên bản chính rất nhiều. Thì nói chung là nói về nhân vật bà Hai này thì ban đầu nó là một vai diễn phản diện một cách đơn giản, có nghĩa là chị ác, ác là hết, ác là hết. Thì ở những xuất diễn đầu tiên Wonbo chị cố gắng diễn làm sao cho mình thật là ác, nhưng mà bắt đầu về sau này khi mà mình trưởng thành lên, mình được tiếp xúc nhiều cái tác phẩm hơn, thì mình nhận ra rằng một nhân vật hay không phải là một nhân vật diễn một chiều, mà là phải là một nhân vật đa chiều. Đây là nhân vật đưa cái sự đa chiều đến với Wonbo, có nghĩa là về sau này những nhân vật ở trên phim cũng như trên kịch, Wonbo tự nhiên biết cách lái nhân vật này làm sao cho nó thành nhiều mặt nhất, vừa thương vừa bi vừa ác vừa hài, là nhờ vào nhân vật này. Có nghĩa là rất nhiều bạn đồng nghiệp luôn hỏi Wonbo rằng là làm sao để mà đọc một cái kịch bản mà mình biết được cái nhân vật đó sẽ được xây dựng thành nhiều chiều, nhiều tâm lý khác nhau mà vẫn hợp lý. Thì Wonbo mới nói rằng là nhờ vào cái nhân vật này, tại nhân vật này chính là nhân vật khiến cho Wonbo có máu lửa để mà khai thác triệt để. Có nghĩa là những nhân vật trước mình khai thác chỉ khai thác một chiều thôi, nhưng đến với nhân vật này tự nhiên Wonbo muốn nhân vật này nó phức tạp hơn, nó đa chiều hơn, nó nhiều góc nhìn hơn. Thế là từ đó những phiên bản sau đó Wonbo thiết kế kịch bản ra làm sao đó để mà nhân vật này vừa hài vừa bi mà cũng vừa ác luôn. Thành thử ra nói về nhân vật mà Wonbo ấn tượng nhất cũng là nhân vật thành công trên sân khấu nhất của Wonbo, đó chính là nhân vật bà Hai Trác Vân trong cái tuần Kinh Dị Huyết Ngải. Gần như 10 khán giả coi Huyết Ngải về sẽ đều nhớ tới bà Hai đầu tiên. Và có một cái ấn tượng với một nhân vật nữa là nhân vật mà lần đầu lên sân khấu kịch Minh Nhí nhưng mà lại là tốn rất là nhiều kinh phí. Nhân vật bà nhỏ trong vở Khúc Gọi Hồn. Là dựa vào tiểu thuyết Đèn Lồng Đỏ, dựa vào tiểu thuyết Lòng Dạ Đàn Bà của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch. Thì đó chính là vở kịch đầu tiên khi mà lên sân khấu lớn, thì nó cũng mang một cái áp lực rất là nhiều, tại vì khi mà lên sân khấu lớn nó sẽ rất là khác so với lại sân khấu kịch cà phê, và đó là lần đầu tiên của mình luôn. Thành thử ra là với vai diễn nó còn bao đầu tư khá là nhiều, có thể nói rằng là tiền đồ đến bây giờ cũng chưa hoàn được luôn á, tại vì mỗi cảnh là một bộ, và chưa kể là vòng vàng rồi đầu tóc này kia. Nói chung là mình đầu tư cho nhân vật này cũng rất là tốn. Và lý do để mình đầu tư là tại vì mình muốn cái nhân vật đầu tiên khi mà lên sân khấu lớn nó phải có cái sự chỉnh chu tuyệt đối. Đấy, thành thử ra là cái tính đó vô tình nó cũng áp dụng cho những cái kinh nghiệm làm việc sau này của mình luôn, là mình tự nhiên lại muốn tất cả các nhân vật của mình đều được hoàn chỉnh như nhân vật đó, hoặc hơn nhân vật đó. Thành thử ra là những nhân vật sau đó và kể cả nhân vật Miss nữa, nhưng mà người đã thấy là đồ đạc rất nhiều, đầu tóc cũng được chỉnh chu nè, rồi những cái phụ kiện cũng lấp đầy luôn nè. Đấy là dựa vào nhân vật bà nhỏ, thì nó cũng là một trong số những nhân vật khiến cho Wonbo ấn tượng. Rồi, vậy thì Wonbo có nhớ gì về cái vai diễn chính? Thì hồi đó là Wonbo, mọi người thường biết Wonbo là đóng nờ đóng lót mà, nhưng mà vai diễn chính kịch đầu tiên Wonbo đảm nhận vai chính luôn thì là vở nào Wonbo còn cũng nhớ? Là một vở Kinh Dị luôn, hình như tôi có duyên với Kinh Dị hay sao ta. Thì nói chung là đó là một vở kịch Kinh Dị, là lần đầu tiên được đứng chính, mà chỉ sau có 2-3 xuất diễn ở kịch cà phê thôi. Có nghĩa là chỉ sau 2-3 xuất diễn kịch cà phê thôi là mình được đề lên vai chính. Mình được đề lên vai chính mà cái vai khó nữa. Cái vai mà đến tận bây giờ ở một cái bề dày hiện tại nha, mà Wonbo cầm cái kịch bản đó, bản thân Wonbo cũng sẽ biết cách lái để diễn cái nhân vật đó ra tốt nhất. Nhưng nếu như nói rằng nó là nhân vật dễ, ở thời điểm hiện tại nó cũng chưa dễ đâu. Thời điểm hiện tại đối với Wonbo đó vẫn là một nhân vật mà khiến cho mình sẽ phải rất mất nhiều công sức nếu như muốn diễn lại nhân vật đó. Tại vì nhân vật đó là một nhân vật tâm lý rất là phức tạp. Đó là một người chuyển giới, một người chuyển giới từ nữ sang nam để mà trả thù người yêu cũ. Nội như thế thôi là các bạn đã biết cái tâm lý nó cỡ nào rồi, huống chi là vào kịch bắt đầu có những cái tình tiết nó còn chi tiết hơn rất là nhiều. Thì đó, thì cái đêm diễn đầu tiên của nhân vật này vẫn là một cái đêm rất thất bại, nhưng mà không thất bại bằng cái đêm đầu thôi. Đấy, thì đây là một nhân vật rất thất bại, có nghĩa là gì? Wonbo diễn vẫn ở cái mức độ tròn vai trở xuống chứ không phải là một nhân vật ấn tượng. Mà khi đã là một nhân vật chính kịch buộc lòng mình phải tạo điểm nhấn, mà điểm nhấn đó gần như cả đêm không tìm ra. Thành thử ra là dù cho đến thời điểm hiện tại khi mà cầm cái nhân vật đó lên chắc chắn Wonbo vẫn sẽ diễn được,
và vẫn sẽ thăng hoa thôi, tại vì hiện tại là mình đã qua quá nhiều vai diễn sân khấu rồi. Nhưng mà khi mà đụng đến nhân vật đó, mình vẫn là một cái nhân vật mà mình chắc chắn sẽ phải đầu tư rất nhiều về mặt tâm lý mới có thể diễn được. Đấy là nhân vật trong một vở kịch tên là Kinh Dị, là một vở kịch BD. Và vở kịch đó sau này con Bo sẽ chuyển thể lại nếu như có dịp. Rồi, vậy thì giờ theo anh Bo thì vai diễn sân khấu nào mà khiến anh Bo phải tiêu tốn rất là nhiều năng lượng? Tại vì không phải là bất cứ vai diễn nào cũng vậy, nhưng mà có những vai diễn mà thật sự là anh Bo diễn xong anh Bo cảm thấy đã và nó vắt kiệt sức của mình luôn. Đó chính là vai diễn chính, cũng là cái vở kịch đầu tiên mà mình làm kịch bản luôn. Đó chính là vai diễn là Huỳnh Anh của Người Tình Của Chồng Tôi. Thì thực chất là nó thẳng nó luôn, Seven Share, các khán giả của Seven Share đa số đều đi coi kịch rồi. Có nghĩa là cũng có một số khán giả tự tới mua vé là nhờ vào coi Seven Share. Thành thử ra là Wombo sẽ chia sẻ luôn cái nhân vật mà mọi người nghĩ rằng là nhân vật dễ nhất đối với Wombo, tại vì Người Tình Của Chồng Tôi được viết bởi Wombo và được viết dựa trên những gì đã xảy ra ở ngoài đời. Thì mọi người đều nghĩ rằng là Wombo chắc vào cái vai này dễ lắm, nhưng thực sự rất là khó. Tại vì cái chuyện nó khó chỗ gì? Nó khó chỗ là dám đối diện với là cái nỗi đau ngoài đời. Có nghĩa là thường khi người ta va vấp một cái gì đó, người ta sẽ muốn tránh né nó đi. Người ta tránh né, người ta là gọi là trốn trại quá khứ á, chứ người ta cũng chẳng có muốn nhìn vào nó đâu. Nhưng mà khi mình diễn một cái nhân vật như vậy, bắt buộc mình phải nhìn vào cái nỗi đau của mình thì mình mới diễn được cái nhân vật đó. Tại vì câu chuyện này được viết cảm hứng từ ở ngoài đời, mà đâm ra là khi mình viết mình phải nhìn vào cả nỗi đau của mình ở ngoài đời luôn. Và mỗi lần diễn mình đều có một cái cảm xúc nó được tái lại, thì nó giống như cái chuyện như là đau một lần nó đã thốn lắm rồi thì người ta không muốn đau nữa, nhưng mà mình vì diễn nhân vật đó mình phải đau nhiều lần. Coi như mình phải liên tục đối diện, cứ phải lên là đối diện. Đến mức độ mà gần như là khi Wombo diễn cái vai diễn đó, gần như tất cả những cái kỹ thuật mình học được coi như mình bỏ qua hết một bên luôn. Tại vì nếu như mà diễn kỹ thuật nó không đã, nó không đúng mà nó cũng không đủ nư, buộc lòng khi diễn nhân vật đó mình phải bỏ hết tất cả những cái kỹ thuật, từ hình thể đến tiếng nói đến kể cả là kỹ thuật biểu diễn luôn. Tất cả đều là cảm xúc vào rất bản năng. Đâm ra là có những một số cảnh là đến nỗi mà các bạn trợ lý bạn phải nói rằng là trời ơi, lúc đó rất là sợ, tại vì nó bị thô á. Nghĩa là tất cả mọi thứ trên sân khấu lúc đó nó bị thô đi. Khi không còn kỹ thuật trau chuốt nữa thì nó giống như là một cái viên kim cương mà chưa được mài vậy đó, mọi người hiểu không? Tất cả cảm xúc đều rất thô, nhưng mà chính cái thô nó lại được cái là nó thật. Nó thật, nó chạm tới trái tim của khán giả, cho nên là rất nhiều khán giả order là diễn lại vở này, nhưng thật sự là đến tận bây giờ Wombo vẫn chưa dám diễn lại. Tại vì sau 2 đêm thôi mình đã nhận ra rằng là nếu như mình còn diễn đêm 3, đêm 4, đêm 5 thì nhiều khi cái nỗi đau đó nó sẽ trở lại đêm 3, đêm 4, đêm 5 nữa. Thì bản thân mình liệu có chịu nổi hay không? Đó chính là lý do Wombo sẽ bù đắp lại bằng cách viết phần 2. Rồi, vậy thì trong suốt khoảng thời gian mà diễn kịch của Wombo cũng đã gần 4 năm đi. Gần 4 năm. Thì bạn diễn nào đã từng diễn Wombo khiến Wombo phải cảm thấy là mình làm việc ấn tượng, ăn ý và có thể là đầy cảm xúc nhau tốt nhất khi trên sân khấu? Đó chính là hai bạn diễn, cũng chính là hai người bạn thân của Wombo luôn, là Ngô Gia Thuận với Ngân Hòa. Ngân Hòa thì liên tục làm cho Wombo bất ngờ, và cũng chính vì cái sự bất ngờ đó nó tạo cho mình rất nhiều lửa nghề và động lực. Có nghĩa là Ngân Hòa đã biến hóa như vậy thì không lý gì mình dừng lại. Không lý gì mình là người có cái thời gian thâm niên tiếp xúc với sân khấu lâu hơn Ngân Hòa mà mình lại để bản thân mình không có cái sự biến hóa như vậy. Khi nhìn vào Ngân Hòa, Wombo thấy được Wombo của ngày xưa. Wombo muốn bản thân mình hiện tại nó sẽ máu lửa hơn rất nhiều. Và khi trên sân khấu, Ngân Hòa rất hiểu Wombo. Chính vì hiểu cho nên là nhịp của hai đứa rất đồng điệu. Còn Ngô Gia Thuận thì lại là người đọc được cái ý đồ của Wombo. Có nghĩa là khi Wombo đi một bước, hai bước thì Ngô Gia Thuận sẽ biết được bước thứ ba, bước thứ tư Wombo đi là gì. Và trên sân khấu nó rất là khác với phim. Phim thì có thể chỉnh sửa biên tập để cho cái diễn viên kia họ đồng điệu với mình. Nhưng trên sân khấu cực kỳ quan trọng là hai bạn diễn viên sẽ phải có sự tương tác mạnh mẽ thì mới có thể đồng điệu cảm xúc. Nếu không, một người còn, một người mất. Đấy, thành thật ra là nói về cái đồng nghiệp mà con Bo yêu thích nhất trên sân khấu thì có lẽ là Ngô Gia Thuận với lại Ngân Hòa. Còn nếu như trên phim thì có lẽ là con Bo sẽ thích Tracy Thảo. Tại vì các tuyến nhân vật ở trên phim của con Bo đều là những nhân vật hài hước nè, những nhân vật đẩy tâm lý đồ này kia, thì rõ ràng Tracy Thảo cũng là một trong số những người bạn lâu năm của Wombo. Tracy Thảo hiểu được những cái nhịp để mà con Tracy Thảo có thể bắt được. Thành thử ra là khi mọi người coi cái phim Chiến Xe Chúng Tấp, mọi người sẽ thấy là rất là match với nhau. Cái tuyến nhân vật ở trên phim của Wombo nó sẽ có cơ hội tiếp xúc với Tracy Thảo nhiều hơn. Đúng trên rồi. Kịch. Vì hầu như tuyến của Tracy Thảo không có dính tới Wombo nhiều. Tại vì trên kịch thì ngược lại, trên kịch thì khi Wombo đóng chính thì Tracy Thảo đóng phụ. Thành thử ra là rất khó để hai nhân vật này đồng điệu với nhau. Nhưng mà trên phim thì có khả năng là hai đứa đồng điệu với nhau. Vậy thì đó giờ có bao giờ mà Wombo nghe đến mà việc mà sắp lịch diễn của vở kịch nào đó, Wombo cảm thấy là áp lực với cái vai diễn mà mình sẽ phải diễn không? Tất cả. Không có đêm diễn nào mà tôi không áp lực hết á.
nói thẳng cho mọi người biết luôn nha, có một cái nó không nên bắt chước cho mọi người. Thì nói chung là bạn nào mà đang là diễn viên trẻ thì không nên bắt chước cái này. Trước mỗi đêm diễn kịch, Wombo đều thức trắng. Có nghĩa là cả một tuần sau 10 ngày tập, thì là Wombo đều tập trung chú ý vào những diễn viên khác nhiều hơn là so với bản thân. Có nghĩa là Wombo cần biết được rằng là bạn diễn của mình sẽ diễn cái gì. Wombo được cần biết rằng là vở kịch của mình sẽ đi như thế nào, nước độ ra sao. Để mà mình biết được rằng bản thân mình cần làm gì trong vở kịch. Tại vì tất cả những vai diễn trên kịch của Wombo đều là những vai diễn, nó không phải là Wombo chọn vai chính không đâu, mà Wombo chọn những vai diễn giữ cái nhịp kịch và cái máu lửa của vở kịch. Thành ra Wombo cả một tuần đó là quan sát nhiều hơn là tập cho bản thân. Cho đến cái đêm cuối cùng, có nghĩa là cái đêm trước ngày diễn á, là Wombo thức trắng đêm để mà mình đọc kịch bản, mình ngâm cứu nhân vật của mình và mình tự diễn một mình để mình tìm ra được những cái mấu chốt để mà mình từ đó mình sẽ làm cho vở kịch nó hấp dẫn hơn. Đấy. Thành thử ra là gần như là trước cái đêm diễn đó Wombo đều thức trắng. Và trong đêm diễn luôn, Wombo luôn là người đi đi lại lại nhiều nhất chứ không phải là ngồi yên. Wombo đi xem là cảnh trí được dời như thế nào, các bạn đang diễn ở ngoài đó ra sao, mình đứng trong cánh gà mình cứ quan sát ra, mà mình cứ chạy vô chạy ra để nhắc nhở mọi người là à khúc này cần tăng đô lên, khúc này cần giảm đô xuống, người này cần nhường người kia cần bù cho người nọ. Thành nữa ra là cái đêm diễn đó là cái đêm diễn mà Wombo sẽ phải đi đi lại lại rất là nhiều lần và rất là mỏi chân luôn á mọi người. Đấy. Nhưng mà mê thì mới làm được. Thì tổng hợp lại thì nói chung là lần đầu tiên luôn, tính ra lần đầu tiên là chia sẻ những cái này trên đây luôn á. Tại vì trước giờ là Wombo hay giấu lắm, giấu nghề. Tại vì Wombo biết được rằng là xem xe nhiều bạn coi để địa lắm, nhiều bạn coi để biết rằng là Wombo mỗi ngày làm cái gì, Wombo mỗi ngày như nào. Thì đó là chia sẻ thật lòng cho mọi người biết luôn, ai làm được làm được thôi. Thì đây là những trong số những cái kinh nghiệm rất là gọi là vàng luôn. Tại vì Wombo rất là ước rằng là vào cái thời điểm mình mới vào nghề có những người nói những điều này với mình. Thành ra Wombo cũng không tiếc gì với các bạn cả, Wombo sẽ chia sẻ thật lòng với mọi người luôn. Để mọi người hiểu rằng là không dễ gì từ một vai phụ mà leo lên được vai chính. Không dễ gì mà từ một người diễn lót trở thành là một người đầu đàn thủ lĩnh. Thì nó cũng chính là áp dụng cho cả ngoài đời. Không dễ gì từ một thằng không có gì lao thẳng cho đến hiện tại là một nhân vật được yêu thích nhất trong tất cả các nhân vật. Tất cả đều có một quá trình. Và nếu như bạn đủ đam mê, bạn sẽ xây dựng quá trình đó một cách nghiêm túc và chỉnh chu. Ok, và hy vọng mọi người sẽ thích số Sale & Share ngày hôm nay. Và hãy nhớ theo dõi Sale & Share vào lúc 19 giờ mỗi ngày trên ba hệ thống nha. Bye bye.